ngoài 50 tuổi, 5 thứ khôn ngoan nhất định phải giữ lại cho mình. Quý vị thân mến, mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại già đi thêm một chút. Thời gian tưởng nhiều, nhưng thật ra lại trôi thật nhanh. Khi bước qua ngưỡng cửa 50, ta mới thảng thốt giật mình. Hóa ra tóc trên đầu đã điểm bạc, sức khỏe cũng đã dần không còn được sung mãn như xưa. Trí tuệ cũng đã bớt minh mẫn đi ít nhiều. Thời gian quả thực chẳng đợi ai và cũng lấy đi của mỗi chúng ta thật nhiều thứ. Nhưng ít nhất, có 5 thứ sau đây, dù ở độ tuổi nào, chúng ta cũng cần hết sức giữ gìn. Bởi chúng không chỉ giúp chúng ta vui vẻ, an nhiên giữa cuộc đời, mà còn giúp mỗi người chiến thắng mọi giới hạn về tuổi tác. Quý vị hãy cùng chiêm nghiệm nhé. Một là xem nhẹ được mất và an nhiên tự tại. Người xưa có câu, tâm tàng thần, hỷ thương tâm, khủng thắng hỷ. Tặng tâm chủ thần minh, làm chủ thể cho mọi hoạt động về tư duy, tinh thần và ý thức. Vui quá làm tổn thương tâm, lấy sự sợ hãi để tiết chế trạng thái quá vui vẻ. Những lo lắng và ưu phiền của một người sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng năng lượng và khí huyết của người đó. Những người quá để tâm đến được mất thì thường khí huyết lưu thông rất chậm. Do đó, khi bị một trong những chuyện nhỏ nhặt quấy nhiễu, chất độc cặn bã trong cơ thể sẽ tích tụ và sắc mặt sẽ ngày một xấu đi. Dần dần toàn bộ cơ thể trông sẽ rất già. Những người để tâm quá mức đến được mất thì khí huyết lưu thông rất chậm. Do đó, khi bị một trong những chuyện nhỏ nhặt quấy nhiễu, chất độc cặn bã trong cơ thể sẽ tích tụ và sắc mặt sẽ ngày một xấu đi. Dần dần toàn bộ cơ thể trông sẽ rất già. Đời người khó toại nguyện, 10 chuyện trong cuộc sống thì chắc chắn sẽ có một số chuyện không hài lòng. Cho nên dù thế nào đi nữa, hãy bớt quan tâm và ôm đùm quá nhiều. Cố gắng giữ sự bình yên trong tâm hồn để duy trì tốt cái gốc rễ của cuộc sống. 2. Kiềm chế cảm xúc, bớt nóng giận. Càng tàng hồn, nộ thương can, bi thắng nộ. Cảm xúc tức giận làm tổn thương can, lấy bi thương để hóa giải tức giận. Tức giận sẽ làm tổn hại rất lớn đến gan. Một khi cảm xúc dâng trào và cơn nóng giận bùng phát, lá gan của con người rất dễ bị tổn thương. Khi gan đã bị tổn thương, cảm xúc của con người sẽ ngày một bất ổn và dễ nổi nóng hơn. Điều này trở thành một vòng luẩn quẩn. Do đó, đừng nuông chiều cảm xúc của bản thân. Nếu không, bạn sẽ chỉ làm tổn thương đến người khác và chính mình. Tập thể dục phù hợp và nghe nhạc là cách tốt nhất để xoa dịu cảm xúc. Khi xúc động nhất thời, bạn cũng nên học cách điềm tĩnh xử lý, chờ tâm trạng tốt lên rồi mới giao tiếp. 3. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy sống cho hiện tại. Tỳ tàng ý, từ thương tỳ, nộ thắng tư. Tạng tỳ chủ ý, tức là suy nghĩ, nghĩ quá nhiều làm tổn thương tỳ, lấy tức giận để hóa giải trạng thái quá ưu tư. Người hay suy nghĩ nhiều, thường tỳ vị sẽ hư yếu, lá lách và dạ dày là nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh. Nếu việc tiêu hóa và hấp thụ không tốt, năng lượng sẽ không đầy đủ. Người suy nghĩ quá nhiều trong thời gian dài sẽ làm tăng mức tiêu hao của cơ thể. Lâu ngày cơ thể sẽ càng yếu ớt và suy nhược. Nhất định phải nhắc nhở bản thân rằng không nên quan tâm để bụng quá nhiều đến ý kiến của người khác. Lý do là vì có thể chính người đó còn không thực coi trọng đến những lời họ đã nói ra. Vì vậy bạn cũng đừng nên để ý đến quá nhiều lời mà họ nói. 90% những điều mà mọi người thường lo lắng sẽ không xảy ra. Vì vậy hãy yên tâm đối mặt với nó. Vui vẻ và lạc quan. Phổi tàng phách, ưu thương phổi, hỷ thắng ưu, tặng phổi chủ tinh thần. Buồn quá làm tổn thương phổi, lấy vui để hóa giải nỗi buồn. Người thường xuyên đau buồn thì da rất dễ bị nhăn nheo. Khi con người bước vào tuổi trung niên thì gia đình, con cái, sự nghiệp, tuổi già, hầu như mọi áp lực sẽ dần lần lượt ập đến. Do vậy, điều quan trọng lúc này là luôn duy trì thái độ lạc quan và tích cực. Bởi vì sức người là có hạn, hãy học cách buông bỏ, cố gắng sống cho hiện tại, giữ thái độ lạc quan và đừng quá khắt khe với bản thân. 5. Mạnh dạn, mạnh mẽ,
để vượt qua sự sợ hãi. Thận tàng trí khủng thương thận, từ thắng khủng, tạng thận chủ ý chí, sợ hãi làm tổn thương thận, lấy ưu tư hóa giải sự sợ hãi. Chúng ta đôi lúc thường sợ cảm giác phải đi tiểu nhiều lần, nhất là khi đi xe đường dài hay lúc ngủ đêm, đúng không ạ? Thật ra đó là bởi vì khi một người rơi vào trạng thái sợ hãi thì thận lúc này có thể hoàn thành việc bài tiết theo đúng quy trình tự nhiên, vì nó sẽ làm mất khả năng kiểm soát tiểu tiện và đại tiện. Dương khí của con người được tàng trữ ở thận. Nếu một người quá nhút nhát, luôn có trạng thái sợ hãi, thì thận không thể tàng trữ và nuôi dưỡng dương khí của con người. Cho nên phải rèn luyện dũng khí để khắc phục sợ hãi thì thân thể sẽ cường tráng, tinh thần mới có thể dồi dào. Hãy giữ cho tâm thanh thản lạc quan, giảm thiểu hết sức cảm xúc nóng giận và lo lắng, không suy nghĩ nhiều, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của bạn. Nếu bạn tuân thủ tốt 5 điểm này, bạn sẽ nuôi dưỡng thật tốt tim, gan, lá lách, phổi và thận một cách tự nhiên. Theo thời gian, bạn sẽ trông trẻ hơn so với những người cùng lứa tuổi. Quý vị thân mến, càng có tuổi thì ta lại càng cần trở về bên trong, nuôi dưỡng tâm hồn và trái tim, thay vì cứ mãi đuổi theo những giá trị vật chất tầm thường ở bên ngoài. Đó chính là cái gọi là phong thủy của mỗi người. Phẩm chất và nhân cách tốt hay xấu đều xuất phát từ cách nhìn của nội tâm, thực tiễn cuộc sống, bản chất con người và hoàn cảnh. Một nhân cách tốt đương nhiên sẽ là một phong thủy tốt. Người xưa cũng đã nhìn vào 3 điểm sau đây để biết một người có nhân cách tốt và phong thủy tốt hay không. Một là nội tâm cao quý là phong thủy bậc nhất. Chúng ta thường thấy khi người giàu đi mua nhà sẽ tìm đến thầy phong thủy. Nếu như nhìn ra điều gì đó không tốt thì sẽ tìm cách hóa giải. Trên thực tế, phong thủy thật sự là nằm ở trong trái tim của con người. Phong thủy chính là sức sống và trường năng lượng mạnh mẽ. Bản thân con người sẽ làm ảnh hưởng đến trường năng lượng này và ngược lại. Người có tấm lòng cao thượng, thường nhân hậu, biết đối xử tốt với người khác. Theo bản năng, họ sẽ đem sự tử tế đến mọi ngóc ngách của cuộc sống, bất chấp hồi báo. Họ cũng không oán trách kẻ ác, trong lòng họ chỉ cầu cải thiện cái đẹp. Khi thần ở trong nghịch cảnh, vẫn một mực hướng thiện, thân thể khỏe mạnh thì phước lành cũng sẽ đến. 2. Phong thủy tốt là tự mình vun trồng. Con người thời cổ đại thì từng nhìn nhận các tình huống trong cuộc sống của họ theo hướng vận mệnh và định mệnh. Ví dụ nếu như trời không mưa, người ta sẽ nói rằng ông trời cố ý trừng phạt con người bởi vì con người đã làm điều gì đó khiến trời đất tức giận. Theo quan điểm khoa học, trời không mưa là một hiện tượng tự nhiên và sự thay đổi của thời tiết có liên quan đến cách con người đối xử với thiên nhiên. Tuy nhiên, trong mắt người cổ đại, chính là ông trời đang nổi giận. Khi đó, chúng ta cũng có thể hiểu rằng không loại trừ sự tồn tại của phong thủy do trời định. Nhưng phong thủy cũng do con người tạo ra. Nếu không, phong thủy dù tốt đến đâu cũng sẽ bị phá hủy. Chẳng hạn như không khí tốt, giống như thanh dưỡng khí tự nhiên, có thể nuôi dưỡng cơ thể con người. Tuy nhiên, nếu như người sống trên trái đất không biết cách bảo vệ và thường xuyên thực hiện các hành vi gây tổn hại đến môi trường, thì phong thủy này sớm muộn cũng sẽ bị phá hủy. Nếu ông trời gửi cho bạn một lá bài tốt, cho phép bạn được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng trong quá trình lớn lên, bạn lại trở nên lười biếng, xấu xa, thì phong thủy tốt tự nhiên của bạn sẽ là do chính tay bạn phá hủy đi. Hoặc là ông trời ban cho bạn một cái đầu với trí óc thông minh, cho phép bạn bắt đầu nhanh hơn người khác từ khi sinh ra, nhưng bạn lại có tính cách cực đoan và xấu xa. Khi những người xung quanh bạn nhiều lần thuyết phục và chỉ trích, bạn luôn ngoan cố, thì rốt cuộc phong thủy tự nhiên cũng sẽ biến mất. Ngược lại, nếu một người có tính cách cao thượng, dù xuất thân nghèo khó và tầm thường đến đâu, vẫn sẵn sàng phấn đấu học hỏi, đối xử tốt với người khác, biết hy sinh và cống hiến một cách xứng đáng thì phong thủy của người đó cũng sẽ hợp với người đó. Và với sự nuôi dưỡng không ngừng, nó sẽ ngày càng tốt hơn. Rất nhiều người trên thế giới đang làm việc chăm chỉ và sống hết mình. Nhưng chỉ có một số ít người có thể sống một cuộc sống tốt đẹp theo cách thật sự. Những gì mọi người nghĩ về cuộc sống tốt đẹp chỉ là sự phong phú của cuộc sống vật chất. Không thể phủ nhận rằng
cuộc sống vật chất phong phú thì cũng tốt. Tuy nhiên, người có tấm lòng cao thượng, tâm hồn hướng thiện, hành xử cao đẹp, luôn tràn đầy năng lượng tích cực, tâm hồn phong phú, thì dù cuộc sống bình thường cũng có thể nở ra những bông hoa đẹp. Quan trọng nhất chính là tâm hồn của họ luôn bình yên. Đây mới là điều quan trọng nhất đối với cuộc sống. Bên cạnh đó, một sức khỏe tốt cũng là phong thủy tốt mà bạn có thể tạo ra cho chính mình. 3. Hãy là người biết dưỡng sinh phong thủy của chính mình. Các bậc vương minh xưa cũng đều biết rằng được lòng dân thì được thiên hạ, mất lòng dân thì mất thiên hạ. Đối với người bình thường, lòng người cũng chính là phong thủy. Lấy được lòng người như thế nào thì phong thủy cũng sẽ như vậy. Phong thủy cao quý nhất của một người đó chính là nhân cách tốt. Những người có tính cách tốt thường mang lại cho bản thân những mối nhân duyên tốt đẹp. Những mối nhân duyên tốt đẹp sẽ là của cải vô hình trong cuộc sống và sẽ mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội. Ông trời sẽ không ban phát bạn bè và nhân duyên tốt cho bất kỳ ai một cách miễn phí, mà chính chúng ta phải tự dựa vào tính cách của bản thân để thu hút những người bạn thật sự và giúp đỡ chúng ta trên đường đời. Người ta có tính cách tốt thường mang lại rất nhiều những cơ hội cho bản thân. Trên đời có rất nhiều cơ hội tuyệt vời, nhưng nếu người khác không sẵn lòng cho bạn thì cũng vô ích. Vì vậy, có thể dựa vào sự nuôi dưỡng hàng ngày để nhân phẩm của chúng ta trở thành nền tảng mở ra những cơ hội. Những người có nhân phẩm tốt thường mang một thái độ tốt. Tư cách của một người không chỉ đơn giản là làm việc thiện tích đức, mà là thái độ sống. Khi làm việc gì, hãy dốc hết sức, tâm can, khiến mọi người cảm thấy bản thân là người đáng tin cậy và bạn sẽ không hối hận.